Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục. Sau khi đã chiếm được quá nhiều ưu thế, đám người Thiên Đấu Đế Quốc được đà tiến lên, đám người Vũ Hồn Đế Quốc cũng phản ứng kịch liệt, liên tục phóng ra ám khí và khí giới. Tuy nhiên, khí giới còn chưa kịp thể hiện thì đã bị các thành viên trong Sử Lệ Khắc Thất Quái phá hủy. Về phần Đường Tam, hắn và Bì đồng lần nữa đối mặt, hắn tuyên bố hôm nay sẽ chém đầu nàng ta tại trận để an ủi những người vô tội đã mất mạng. Bì đồng khiêu khích, có bản lĩnh thì cứ việc tới giết mình đi. Dứt lời, nàng ta liền sử dụng ra tử vong lĩnh vực, Đường Tam cũng đáp lại bằng việc lấy ra làm ngần lĩnh vực để đối chọi. Bạn ấy đánh nhau một trận với cốt đấu la nên thực lực Bì đồng đã bị hao tổn khá lớn, bây giờ đã không thể dựa vào chênh lệch đẳng cấp hồn lực để áp chế hắn nữa. Đường Tam cũng cảm nhận được năng lực của đối thủ đang giảm xuống. Đây chính là thời cơ tốt để hắn phát động ánh sáng hai thần áp chế. Ngay lập tức, Đường Tam tung chiêu, Bì đồng thấy cảnh tượng này lại không hoảng sợ mà lặng lẽ nở một nụ cười bí hiểm. Sau đó bắt đầu thi triển hồn kỹ thứ 8 của Vũ Hồn thứ 2, Tử Vong Chu Hoàng. Phần thân ra thêm một cái thân ảnh và đẩy lùi hắn về sau. Đường Tam không chịu bỏ cuộc nên tiếp tục lao lên tấn công. Chỉ có điều, phần thân và bản thể của Bì đồng lại giống nhau như đúc. Ngay cả tinh thần lực của hắn cũng khó mà phân biệt. Trải qua vài chiêu giao thủ thì hắn cũng nhận ra, khi mà hắn đánh trúng phân thân thì cũng là lúc thời cơ tuyệt hảo để Bì đồng phản công. Quả đúng như những gì mà hắn đã nghĩ, Bì đồng chấp lấy cơ hội Đường Tam lơ là để tấn công, vậy nhưng kèo này đâu sẽ ăn như vậy. Điều thành công duy nhất là có thể dồn nam chính vào thế khá chật vật. Nhân cơ hội Bì đồng lao lên, hắn liền sử dụng tăng cường trọng lực đến từ hồn cốt của Thái Thản Cự Viên chèn ép ngược lại Bì đồng. Sau đó hai bên giằng co kịch liệt, Đường Tam ném ra hai thần tam so kích thẳng mặt Bì đồng, không chịu để cho đối phương cứ như vậy rời đi, cho nên Đường Tam lập tức đuổi theo, trên miệng không quên khiêu chiến. Thù mới hận cũ, chúng ta nên kết thúc tại sàn lăng quan này. Trong khi đó, các thành viên trong Sử Lệ Khắc Thất Quái sau khi tiến vào bên trong thành liền bị người của Vũ Hồn Đế Quốc úp sọt. Tà Nguyệt và Holina dùng hợp thành yêu mị, sau đó mê hoặc đám binh lính tấn công. Có vẻ những tên binh lính này đều đã chết. Bọn họ đứng dậy là do bị kẻ khác khống chế mà thôi. Tuy thực lực chúng không quá mạnh, chỉ cần tung một chiêu là có thể đẩy lùi nhiều người. Vậy nhưng số lượng của chúng lại quá đông, đánh hoài không hết. Điều này khiến cho mọi người cũng nản. Mày mê chiến đấu nên họ quên mất rằng bản thân đã rơi vào trong sương mù của yêu mị. Từng người một bị tách nhau ra, giác quan lẫn tầm nhìn còn bị hạn chế, nên chiến đấu đơn lẻ thì họ không phải đối thủ của yêu mị. Từng người bị bón hành, hồn lực càng lúc càng suy yếu, tiếp tục bị vây trong sương mù khiến giác quan ngày càng chỉ đồn. Vinh Vinh lập tức sử dụng hồn cốt của mình hỗ trợ mọi người. Bọn họ nhanh chóng tập trung lại một chỗ, nàng ta yêu cầu tất cả mọi người tập trung lực lượng lên người Đới Mộc Bạch. Có sự hỗ trợ này, thực lực Đối Mộc Bạch liền phát lên nhanh như diều gặp gió, dễ dàng đón đỡ kiếm của yêu mị, sau đó sử dụng tuyệt chiêu sư tử hống của Thiếu Lâm, thoát ra một tiếng hồ gầm làm cho yêu mị choáng váng đầu óc. Nhân cơ hội đó, mọi người nhanh chóng lao lên đánh hội đồng. Liên tục bón hành vào mồm Tà Nguyệt và Holina khiến cho hai người nằm bất tỉnh nhân sự. Ở những chiến tuyến khác, đám hồn sư đến từ Nguyên Tố Học Viện lẫn binh lính Thiên Đấu Đế Quốc đều chiếm được ưu thế. Tông chủ của Hỏa Báo Tông hô hào liều mạng sẽ quyết chiến với bọn chúng tới cùng. Nếu hôm nay thất bại thì bọn họ đều không sống được nữa. Lời vừa mới dứt thì đại quân Thiên Đấu Đế Quốc cũng bắt đầu dùng khí giới phá thành. Đường Tam vừa truy đuổi Bì Đồng vừa nhận định bên dưới đại quân có lão sư cùng Quan Long Nguyên Soái lo liệu rồi. Giờ người có khả năng hạ sát Bì Đồng cũng chỉ có mình hắn. Bất luận là nàng ta sử dụng ra thủ đoạn gì, bất luận có bao nhiêu âm mưu quỷ kế đang chờ thì hôm nay hắn nhất định phải phá đạo quan này. Bì Đồng vừa bỏ chạy vừa tung chiêu ngăn cản, vậy nhưng vẫn không đẩy lùi được Đường Tam. Hai người tiếp tục giằng co, Đường Tam sử dụng làm ngân hoàng định khống chế và chặn đường đối thủ, khiến tốc độ nàng ta chậm đi đáng kể. Hắn nhanh chóng chạy đến đón đường rồi tiếp tục tung nắm đấm về phía nàng ta. Hết giao thủ tay không thì lại tới hồn ký hồn cốt, thành công chém giết Bì Đồng. Tuy nhiên thì những gì mà Đường Tam vừa trải qua bản nãy lại chỉ là huyễn cảnh được Bì Đồng tạo ra. Nhờ có hồn cốt kỹ năng mị hoặc đến từ mẫu thân của Tiểu Vũ nên nàng ta đã tạo ra ảo ảnh quá chân thực khiến Đường Tam không nhận ra. Ngay khi huyễn cảnh bị phá vỡ thì mọi thứ cũng trở lại hiện thực. Các pho tượng được khởi động, hắn nhận ra ngoài trừ khí giới thủ thành trên tường thành, thì bên trong thành cũng có cơ quan trùng điệp. Hiển nhiên là Bì Đồng muốn lợi dụng những cạm bẫy này để tiêu diệt hắn. Rất nhanh sau đó, Đường Tam cũng bị bảo vệ. Về phần Holina và Tà Nguyệt, bọn họ lúc này đã không còn sức đánh trả lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sử Lệ Khắc Thất Quái lao tới lấy mạng mình. Đúng lúc nguy cấp đó, một luồng ánh sáng cực mạnh xuất hiện bảo vệ hai người. Cùng theo đó là vô số thân ảnh xuất hiện, bọn họ chính là thiên sứ quân đoàn. Họ nhanh chóng mang hai người về điều trị. Sau đó cả đám cũng rút vũ khí lao lên, đám người Đấy Mộc Bạch thế vậy cũng chủ động xông lên tiếp chiêu.
Vậy nhưng còn chưa kịp để hai bên chạm trán nhau thì tập phim đã hết rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Các bạn hãy nhớ đón xem tập sau nhé. Video tới đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!